báo cáo Phó Thủ tướng là về nguyên tắc đấy là phải xét nghiệm tại đây, nhưng mà tiêu chuẩn đặc biệt thì mời thủ trưởng vào xét nghiệm ở bên trong. Tôi gửi lời chúc tới tất cả các gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương binh. Bây giờ chúng ta có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhưng chắc hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà tất cả những người từ hy xưa tới giờ mà hy sinh rồi cho đất nước và cho dân tộc này, chúng mong đất nước mình được hòa bình, được giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Và bây giờ chắc là trực tiếp nhất là cái mong muốn là tất cả chúng ta thắng giặc Covid, thắng các cái đợt dịch trước mà tôi hay gọi ví là từng trận đánh và từng chiến dịch trước đây. Bởi vì chúng ta đã huy động tất cả lực lượng của cả hệ thống và đặc biệt là toàn dân, muôn người như một, cùng đồng lòng thực hiện rất nghiêm các cái giải pháp chống dịch riêng có của Việt Nam. Và chúng ta khơi dậy cái sức mạnh đoàn kết dân tộc, mọi người thương nhau, giúp nhau, cái giá trị tốt đẹp